Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật báo chí sửa đổi. Một trong những vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu quan tâm là thẻ nhà báo. Vấn đề có nên chuyển giao việc cấp thẻ nhà báo từ Bộ Thông tin Truyền thông hiện nay sang Hội Nhà báo hay không? Và những người cộng tác viên, những người đang thử việc tại các cơ quan báo chí sẽ hoạt động ra sao khi mà dự thảo luật không có quy định về việc cấp thẻ cho những người này là những điều được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Đại biểu Nguyễn Hữu Thuận cho rằng đối tượng cộng tác viên là đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện không được coi là cơ quan báo chí và không được cấp thẻ nhà báo. Dự án luật cũng quy định người một năm có 12 tác phẩm đăng trên đài tỉnh và đài đó đề nghị thì mới được cấp thẻ nhà báo. Như vậy là chưa rõ ràng. Đăng ở truyền hình trung ương hay là đài trung ương, báo trung ương có được không? Tại sao lại không được? Mà chỉ quy định là tỉnh thôi. Mà họ đủ tiêu chuẩn là các nhà báo thì theo tôi cứ quy định các cơ quan báo chí đó đi. Mà còn không thì thôi, đã cộng tác viên là không phải cơ quan, không phải hoạt động báo chí chuyên nghiệp thì thôi. Giờ chúng ta không khéo đây là kẻ hở và tôi thấy là lại bắt đầu lại chạy chọt, lại xin chứng nhận là ông tôi chứng cho tôi cái 12 tác phẩm chẳng hạn. Các ý kiến cũng cho rằng dự án luật vẫn đặt nặng vấn đề quản lý nhà nước. Theo đại biểu Dương Trung Quốc, việc này phải hướng tới giao cho Hội Nhà báo Việt Nam thì sẽ hợp lý hơn. Hội Nhà báo nó có các chi hội, nó có cả một cái hệ thống. Và hơn nữa, một trong những nội dung hoạt động báo chí rất quan trọng là cái đạo đức báo chí. Cái điều đó đạo đức thì nhà nước không quản lý được, nhà nước chỉ quản lý luật pháp thôi. Và cái điều chỉnh ấy nó sẽ làm cho cái đội ngũ nhà báo nó năng động hơn và nó có những cái chuẩn mực chung mà những cái quy định của nhà nước không thể can thiệp được. Chính cái tập trung đầu mối là một cái yếu tố để chúng ta có thể quản lý được chặt chẽ nhất trong cái bối cảnh mà phát triển của báo chí hiện nay. Thảo luận về sự phát triển của truyền thông xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay những trang tin tổng hợp đang sống ký sinh trên cơ thể báo chí chính thống, gặt hái những gì ngon ngọt nhất mà không tốn công sức, tiền bạc. Do vậy, cần phải xóa bỏ khái niệm trang tin tổng hợp.